là người giúp đại tướng Lê Đức Anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng, viết cuốn sách tổng kết lịch sử quân sự. Đại tá Hồ Xuân Đài được trực tiếp nghe kể, nghiên cứu tài liệu và cùng trở lại chiến trường xưa với ông. Điều ấn tượng nhất với đại tá chính là sự gắn kết của đại tướng Lê Đức Anh với chiến trường Nam Bộ. Ông luôn xuất hiện ở Nam Bộ với tư cách là tham mưu trưởng. Đây là một điều lạ. Từ tham mưu trưởng khu 8, khu Sài Gòn Chợ Lớn, khu 7, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ, rồi tham mưu trưởng tham mưu khu miền Đông, ông luôn để lại dấu ấn của nhà kiến trúc sư quân sự tài tình. Đặc biệt là trong chiến dịch lớn duy nhất của Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Bến Cát năm 1950. Địch thực hiện chiến thuật RATUR, tức là dùng hệ thống tháp canh để khống chế và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của lực lượng kháng chiến. Chúng ta gặp vô cùng khó khăn. Ông Lê Đức Anh là tham mưu trưởng của chiến dịch bằng một cái phương pháp đặc biệt, bí mật tiềm nhập đến mục tiêu, dùng hỏa lực để đánh và hạ được một cái tháp canh. Thì bí thư Lê Duẩn nói rằng cái cách đánh tháp canh đó là một cái cách tiến công đặc biệt, nói tắt gọi là đặc công. Sau Mậu Thân năm 1968 cho đến năm 1971, việc xây dựng lại lực lượng chính quy là điều hết sức khó khăn. Tư lệnh khu 9 Lê Đức Anh, anh Sáu Nam, đã quyết định lấy tính pháp lý của Hiệp định Paris kết hợp với phản công và tiến công trên nhiều mặt trận, giữ đất, giành dân, xây dựng lực lượng, tiến tới mở rộng địa bàn. Từ chỗ chỉ co cụm ở căn cứ U Minh và khu giải phóng Cà Mau, địa bàn được rộng mở, khu 9 trở thành hình mẫu cho các khu theo lối đánh để thăm dò khả năng trở lại của quân Mỹ và góp phần vào quyết định thắng lợi cuối cùng của công cuộc thống nhất đất nước. Lúc đó là quân khu 9 lại mở rộng vùng đánh rất rộng, đến tháng 10 là mở rộng mênh mông, đi suốt từ rừng U Minh lên tới Cần Thơ. Quân khu 9 được góp phần là nhờ quân khu đánh như thế cho nên có cái nghị quyết 21 là giải phóng miền Nam. Từng có những cuốn sách viết về ông, nhưng tâm nguyện của đại tướng Lê Đức Anh là viết về những điều ông chứng kiến và tham gia trong lịch sử quân sự Việt Nam. Tâm nguyện ấy vẫn còn dang dở vì sức khỏe của ông không còn đủ để tiếp tục. Có lẽ vì vậy, ông đã chọn nơi an nghỉ cuối cùng ở nơi nhiều duyên nợ này. Ông Lê Đức Anh luôn yêu quý nhân dân miền Nam, luôn coi đó như là quê hương thứ hai, nơi đã sinh thành ra ông Lê Đức Anh. Nên là ông muốn trở về nơi đây. Điều này thật. Một lần nữa, đất Nam Bộ đón ông về như những lần ông thăm lại các chiến trường xưa. Nhưng lần về này sẽ là vĩnh viễn, để anh Sáu Nam cùng đất và người Nam Bộ được trọn tình.